Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đại Đức Giảng Sư. Chúng tôi xin kính chào mừng quý đồng hương và quý đạo hữu Phật tử xa gần cùng có mặt trong pháp hội hôm nay. Kính bạch Đại Đức, kính thưa quý liệt vị, đạo tràng đạo Phật, thành phố Bakersfield, tiểu bang California, Hoa Kỳ mới được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 2013, đến nay vừa tròn một năm. Trong hoàn cảnh chưa có nơi thường trụ để tu học và sinh hoạt Phật sự như mong ước của bà con đồng hương và quý Phật tử tại vùng đất này, may mắn thay, nay có duyên lành, gia đình Phật tử Khánh Ngân, Lê Ngọc Tú Trinh và Tú Nguyễn đã phát tâm cung thỉnh được Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến về thăm đạo tràng và sẽ ban cho quý đồng hương và quý Phật tử chúng ta một thời pháp. Đây là một cơ hội quý báu trợ duyên cho tinh thần tu học của chúng ta. Trước khi vào phần thuyết giảng, chúng con kính xin Đại Đức cho phép chúng con được có đôi lời giới thiệu về Thầy. Đại Đức hiện là viện trưởng tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Đại Đức là một trong những vị giảng sư trẻ có tên tuổi mà chúng ta đã từng nghe qua YouTube và văn nghĩa. Trong chuyến đi hoằng pháp tại hải ngoại lần này, Đại Đức đã lưu giảng theo lời thỉnh mời của hơn 50 đơn vị chùa, tịnh xá, niệm Phật đường và đạo tràng, xuyên qua hai quốc gia Canada và Hoa Kỳ trong thời gian hơn 2 tháng vừa qua. Thật là một phước duyên to lớn cho chúng con và bà con đồng hương hôm nay được cung đón Đại Đức để được trực tiếp đón nhận những pháp âm vi diệu mà Đại Đức sẽ ban cho. Giờ này chúng con xin cung kính thỉnh cầu Đại Đức từ bi hoan hỷ ban cho pháp âm, và chúng tôi rất kính mong đại chúng chúng ta hãy trang nghiêm thanh tịnh để cùng lắng lòng nghe. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính mời đạo tràng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên là chúng tôi xin tri ân quý nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, gia đình Phật tử Khánh Ngân đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại hội trường đạo tràng đạo Phật này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị và gia đình được thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời giới thiệu vừa rồi của người hướng dẫn chương trình thì đúng là tôi đã trải dài trên nhiều tiểu bang của hai quốc gia giữa Canada và Hoa Kỳ. Thì thật ra các vị đến đây là những cái giai đoạn cuối trong cái lịch trình. Thành ra thật tình mà nói là pin gì nó đã cạn hết rồi. Cho nên là tôi mà lê lết được về tới đây là tôi cũng thấy may mắn lắm. Vừa qua có 7 buổi giảng tại vùng San Diego và Santa Ana trong 3 ngày. Ngày hôm qua là nghỉ được một ngày và ngày hôm nay tôi dành thời giờ xuống các vị. Thì đúng ra thì trên lịch trình các vị thấy nó không có cái nơi của mình trên cái lịch giảng của tôi.
Nhưng mà vì do cái vấn đề sắp xếp của bên ban tổ chức cũng như người làm lịch trình, nó có sự không có đồng bộ, cho nên có một vài cái vấn đề trắc trở. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng có mặt tại nơi này với các vị. Thì qua trao đổi với những vị trong ban tổ chức, tôi được biết rằng đạo tràng của chúng ta được thành lập rất là mới mẻ, khoảng một năm qua. Và đạo tràng lấy tên là đạo tràng đạo Phật. Thì cái này cũng lạ, tự thân chúng ta đạo Phật rồi lấy tên đạo tràng đạo Phật. Thì cũng được, xem như là để chứng tỏ ta là những người học theo con đường của Phật dạy. Thời gian một năm thì không dài và cũng rất khó để có thể trưởng thành trên con đường tu học. Nhưng tôi nghĩ rằng là các vị Phật tử, những cư sĩ có tuổi và đồng thời những người đã từng nghiên cứu, còn thành lập đạo tràng là cái duyên của chúng ta. Tôi cũng mong rằng một ngày gần đây, nơi này sẽ có một cái tự viện của Phật giáo để dành cho những cái Phật tử đồng hương của chúng ta, và nhất là những người Phật tử có nơi đương tựa và tu học, để làm cái gạch nối cho đồng bào của chúng ta. Và đó là một cái ngôi nhà tâm linh, nơi mà chúng ta cần nhiều dưỡng chất cho sự an lành và hạnh phúc. Mong rằng cơ hội sẽ sớm đến với chúng ta để chúng ta có một đạo tràng tu học trang nghiêm như ý nguyện. A Di Đà Phật. Còn riêng buổi nói chuyện hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các vị pháp thoại hôm nay với đề tài là nghệ thuật ứng xử. A Di Đà Phật. Nói nghệ thuật ứng xử này thì cái việc đối với chúng ta là không lạ. Cái từ ứng xử chúng ta được hiểu là một sự đối đáp, trao đổi, qua lại, giao tiếp giữa người và với người, hay một cá nhân hay là tổ chức hay là tập thể. Cái sự trao đổi đó chúng ta cần có một cái khả năng tốt, hay là cần có một cái bí quyết gì đó trong cái việc trao đổi đó, chúng ta hay gọi là nghệ thuật. Nói chung là trong sự giao tế của tất cả chúng ta hàng ngày, nói qua lại trong nhiều lãnh vực, cái đó chúng ta đều có thể liệt vào trong cái việc ứng xử cả. Từ trong gia đình, trong xã hội, giữa cá nhân, hay là trong một công việc của một công sở hay gì đó, chúng ta đều gọi là ứng xử. Xin thưa các vị, ứng xử là một trong những đề quan trọng để đem lại thành công hay là thất bại của chúng ta trong cái việc gia đình cho đến mọi công việc khác. Nếu một người ứng xử tốt sẽ đem đến cho chúng ta một công việc tốt, giải quyết các vấn đề tốt đẹp, hài hòa, và giúp cho các cái vấn đề trao đổi với nhau đôi bên được hiểu nhau một cách tốt đẹp, thông cảm, sẽ đem đến thành công. Bên cạnh đó, cái sự ứng xử của chúng ta vụng về thì chúng ta sẽ tạo nên sự khó chịu, hoặc có thể hiểu nhầm, hoặc có thể là bất thành, bất hòa trong một cái công việc hay là trong một tổ chức cần thiết. Vì vậy, ứng xử đã trở thành những bộ môn mà chúng ta xem như là nghệ thuật ứng xử, từng được quy định trong những cuộc thi. Ví dụ như những cuộc thi sắc đẹp chẳng hạn, những cuộc thi hoa hậu, đều là có những phần quan trọng là phần ứng xử, để người ta trắc nghiệm được cái khả năng thông minh, linh hoạt, khôn khéo của một con người. Cho nên một người đẹp hôm nay nó phải có cả tài lẫn sắc, chứ không mang cái nghĩa là một hoa mà nó không có hương. Vì vậy cái đẹp hôm nay nó mang cái nghĩa đẹp của chất lượng, đẹp từ ngoại hình, đẹp từ trình độ. Cho nên là cái phần ứng xử là phần không thể thiếu trong các cuộc thi. Thậm chí các vị được tuyển dụng để làm việc trong các tổ chức hay là công ty, thì cái phần vấn đáp hay là phần phỏng vấn đó, cái phần đó nó thuộc về cái ứng xử của chúng ta. Nếu trong quá trình mà người ta phỏng vấn, người ta trao đổi, người ta hỏi mình đó, là mình ứng xử, mình trả lời một cách vụng về quá, thì có thể người ta đánh rớt mình. Cho nên cái phần ứng xử là một trong những cái để đem đến sự thành công của chúng ta, đồng thời đó cũng là một điều để chứng minh cho năng lực thực của chúng ta. Cho nên cái đó là cái mà các vị cần phải để ý. Mà trong cái buổi chia sẻ với các vị, tôi cần trao đổi với các vị để các vị dựa vào điều này để mình tự học thêm một cái kinh nghiệm, trao rèn một kỹ năng tối thiểu cho chúng ta trong cái việc giải quyết các vấn đề nội bộ của gia đình cho đến những vấn đề ứng xử bên ngoài xã hội. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc một người Phật tử chúng ta giữ năm giới. Trong năm giới đó có giới thứ tư là giới gì? Thứ nhất là gì?
không sát sanh. Thứ hai là gì? Không trộm cướp. Thứ ba là gì? Không tà dâm. Thứ tư là gì? Không nói dối. Thứ năm là gì? Năm cái giới của cư sĩ tại gia mà è ạch dữ vậy. Xin thưa các vị, mới có cái là năm giới thôi đó mà đã è ạch như thế. Mấy cái vấn đề này tôi đã chia sẻ với các vị rất là nhiều, và đây là những vấn đề rất là cơ bản cho một người tỷ cho chúng ta đến với đạo. Và những vấn đề này tôi đã trình bày quá nhiều rồi, tôi không cần thiết phải lặp lại. Còn riêng cái vấn đề này tôi muốn nói như một cái lời dẫn nhập thôi. Trong năm giới của chúng ta, đó là giới thứ tư, là giới không nói dối. Có nghĩa là trong đó được Đức Phật dạy chúng ta là không nói lưỡi đôi chiều, tức là không có đến người này nói xấu người kia đó, nói hai lưỡi đó, mà nói kiểu đâm bị thóc, thọc bị gạo rồi đó. Không nói lời hung ác, là không nói lời tục tằn thô bỉ, không nói lời ỷ ngữ, tức là quỷ mị, qua mị, lừa đảo. Rồi không có nói cái lời vọng ngôn, tức là trái với sự thật. Trên cơ sở nếu người Phật tử chúng ta ứng dụng được cái phần nói này thì chúng ta cũng tránh đi được rất nhiều sai lầm trong việc ứng xử. Cơ bản nhất là trong sự ứng xử của chúng ta có những cái vụng về, hoặc là sự ứng xử mà nó không hợp tình hợp lý, nó đem lại hậu quả không tốt cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta có cách ứng xử tốt, khôn ngoan, còn chúng ta chưa đủ khôn ngoan, chúng ta sống chân thành với lời Phật dạy, chúng ta cũng có thể giải quyết được các vấn đề một cách tốt đẹp. Tôi biết được rằng là trong các cuộc phỏng vấn của người phương Tây nói chung, hay là người Mỹ, là ở đây là họ phỏng vấn họ ghét nhất là nói láo. Cho nên á, các vị thử đi phỏng vấn đi, họ hỏi một cái câu đó rồi đó, họ dặn tới dặn lui, họ hỏi trẹo qua trẹo lại, rồi cuối cùng họ cũng đáp lại cái câu cũ, mà họ đáp bằng cái cách ngôn ngữ khác cho chúng ta. Nếu mà chúng ta nói dối đó, chúng ta sẽ hồi chúng ta không biết đường trả lời, chúng ta sẽ trả lời lạc đi. Là họ muốn trắc nghiệm coi chúng ta có thật hay không. Cho nên việc ứng xử lòng chân thật của chúng ta cũng là một trong những cái đề quan trọng để giúp chúng ta ứng xử thành công. Xin thưa các vị, cơ bản trong lãnh vực gia đình chỉ cần hai người thôi, đó là vợ và chồng. Nếu mà vợ và chồng trong một gia đình cái khả năng ứng xử nói qua lại không tốt thì dường như cả hai người không có hiểu nhau. Có thể nhiều khi sống trọn một cuộc đời bên nhau nhưng mà không hiểu nhau, gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt, gần vậy chứ, nhưng mà hai người là hai một cái thế giới, hai tâm hồn. Dường như mạnh việc ông làm việc tôi làm, dường như không có thể là cảm thông nhau được, cũng không thể hiểu nhau được. Nhưng mà bất đắc dĩ rồi, dáng lỡ đóng thuyền rồi thì thôi đi luôn đó, chứ không lẽ giờ sao giờ. Cho nên có những cái á, mà một trong hai người đòi hỏi chúng ta cần có cái sự khôn ngoan và linh động trong cái việc ứng xử vấn đề. Việc đơn giản của hai vợ chồng thôi, cùng đi trong một chiếc xe, người chồng thì lái xe, người vợ thì bên lái nhảy hoài, lái thế này lái thế kia, chồng thì bực bội, nói thì giận, nói thì nói là cãi giận này kia kia nọ. Thì một ngày nọ, người vợ đang vô bếp để mà làm cái việc mà gọi là nấu nướng này kia đó, đó là cái nghề nghiệp của phụ nữ à. Thì ông chồng mới đi vô đứng kế bên đó, ông cứ đằng sau ông cứ nói em cái đồ chuẩn bị khác. Vừa nói xong cái em nồi nước này rồi bỏ thịt vô để thôi, cái em hỏi nó anh đi chỗ khác đi, anh làm như em không biết nấu à, chuyện này là việc của em mà. Lúc đó người chồng mới cười nói là ở đây anh không phải là anh muốn can thiệp vào việc của em, nhưng mà anh muốn cho em biết cái cảm giác rằng là những khi anh lái xe mà em ngồi kế bên em lải nhải như thế nào. Như vậy thì ở đây cái người chồng khôn ngoan, tức là người chồng muốn cho vợ mình biết được cái cảm xúc đó, nhưng mà bây giờ nói ra không có cách để chứng minh thì vợ sẽ hờn, vợ sẽ giận, hoặc là vợ sẽ nói những điều khó nghe. Cho nên nếu nói ra sẽ cãi lộn, thôi đời được rồi, dịp khác để có một cái gì đó để chứng minh thật sự rằng là nếu em hiểu được cảm giác của em thì em sẽ hiểu được cảm giác của anh. Đây là cái cách ứng xử khôn ngoan tế nhị để giải quyết các cái mâu thuẫn hay là những cái bốc đồng trong một cái tình huống nào đó của hai vợ chồng. Và đây là một cái người chồng như vậy, tôi nghĩ là người chồng rất là khôn khéo đó chứ, để có những cái ứng xử tuyệt vời, và từ đó về sau là vợ không còn lải nhải bên lúc lái xe nữa,
đó là nhiệm vụ của anh rồi, sự an toàn này giao phó cho anh rồi, nhưng không có nói nữa. Cái đó là cách ứng xử. Trong những trường hợp khác, trong hai vợ chồng thì cái người vợ thì chắc là được chiều chuộng, thương yêu sao đó. Người vợ thì thông thường á, miễn có cái gì xảy ra mà khó khăn hay là vụng về chút thì người vợ hay nói với chồng là sao anh ngu quá vậy. Vậy thì chúng ta còn vô số cách để chúng ta nói mà chúng ta không nói, cứ nói ra là chồng ngu. Thì ông chồng thấy nhiều lần như vậy mà mình rất là khó để nói với vợ. Thì một hôm đó thì khi mà người vợ vừa nói anh chồng ngu quá vậy, thì bữa đó ông chồng cũng tức là hết kiềm chế được rồi đó. Nhưng mà ông chồng nói một lời rất là sâu sắc mà cũng khôn ngoan, đó là vì anh ngu quá cho nên anh mới cưới em. Thì xin thưa các vị, thì kể từ đó về sau cái người vợ không nói như vậy nữa. Vậy thì ở đây chúng ta là vợ chồng có nhiều cái cách thức để nói, để giúp nhau. Nhưng mà do ỷ thị ha, có thể do cái sự hiểu biết vụng về của con người, cho nên mở lời ra tự nhiên chửi chồng mình ngu. Đúng ra thằng đó nó cũng hiền á. Thằng khác chửi nó ngu chắc là đi nha sĩ rồi. Đi bác sĩ, nha sĩ đi trồng lại mấy cái răng, không có gì hết trơn rồi. Cho nên các vị thấy rằng cái ông chồng ổng cho vợ hiểu được rằng là cái lời em nói vậy là không đúng. Như vậy anh có thế nào đi chăng nữa thì em góp ý em nói chứ em đâu có chửi giống như chửi con vậy. Cho nên là khi mà người chồng nói là anh á, vì là anh ngu quá anh mới cưới em, chứ là những thằng cô mà những người như em á, đời nào nó mới lấy. Cái câu đó là mang cái nghĩa như vậy, tức là nói lại cho vợ để hiểu ra điều đó. Vậy thì cái cách ứng xử của một con người rất là quan trọng, để nó làm nhằm chứng minh sự khôn ngoan của con người, giải quyết được vấn đề một cách tối thiểu hay không trong hai người của một gia đình đã là khó khăn rồi. Cho nên có những cái người vợ mà, hoặc là những người chồng mà thiếu hiểu biết, hoặc là vụng về trong việc nói qua lại, gia đình tự nó mất hạnh phúc, tự mất tình yêu, tự đánh mất lòng tin, tự đánh mất sự thương kính nhau một cái cách là thầm lặng như vậy, từ một ngày đến nhiều ngày, có thể dẫn đến sự nhàm chán. Sự thật các vị, lúc nào trong hai người của chúng ta là vợ và chồng, mình cũng muốn một người chồng hay vợ mình lúc nào cũng khôn ngoan, chứ không thể là vụng về và ngu ngốc. Cho nên cái việc mà gọi là khôn ngoan giải quyết vấn đề của một con người, làm người còn lại kính trọng hơn, yêu thương hơn, đó là một cái việc mà chúng ta đừng có sổ sàng. Đôi khi chúng ta nghĩ đó là vợ mình, đôi khi chúng ta nghĩ đây là chồng mình, cho nên mình bừa bãi trong cái việc trao đổi, nói chuyện, giải quyết vấn đề. Đó là tự mình đánh mất cái giá trị mình, hay là sự thương yêu, hay là kính quý trong hai người. Tự mình làm nhàm chán đi một cách thầm lặng. Cho nên cái khôn ngoan của con người cần thiết thì nói. Còn nếu chúng ta thấy rằng chưa đủ ngôn từ để nói, có thể chúng ta im lặng, hoặc là có thể chúng ta nói ít thôi. Cho nên là người ta nói câu gì đó, người khôn nói ít hiểu nhiều, không như người dạy lắm điều rườm tai. Nói nhảy bên tai mà toàn là nói gì tào lao không, thành ra cuối cùng không giải quyết được kết quả gì. Trong cái thuật ứng xử trong gia đình đã là như vậy, bên xã hội lại càng khó hơn. Các vị nhớ kỹ, dầu sao trong một gia đình của mình, dù thế nào đi chăng nữa, mức độ thông cảm của mình dễ hơn là xã hội bên ngoài. Cho nên cái lỡ trong gia đình cũng không có tốt đẹp gì, nhưng mà dầu sao còn nhiều cách để chữa, nhiều cơ hội để thay đổi, nhiều cơ hội để nhận lỗi lầm. Nhưng mà khi bên ngoài đó, một lời đã nói ra mà lỡ rồi đó, vô cùng khó lấy lại. Cho nên ta nói là có bốn điều không thể mà quay trở lại được á. Người ta nói là thứ nhất là thời gian đã qua, thứ hai là lời đã nói, thứ ba là chén nước đã đổ, và thứ tư là cơ hội đã vụt qua. Người ta nói bốn điều này không bao giờ quay trở lại. Như vậy người khẳng định là lời của chúng ta đã nói rồi thì đã sai là khó lấy lại. Dù thế nào đi chăng nữa, muốn khắc phục cái đó nó cũng để lại tì vết trong cuộc đời. Các vị nên nhớ. Cho nên có một cái việc mà người cha dạy cho một người con, một cái đứa con lúc nào nó cũng nói cái lời mà gọi là khó nghe,
Và lúc nào nói lời cũng thiếu đi cái sự kiên nhẫn và tế nhị. Coi như là nói những lời sân si, những lời thô ác này kia, mà dạy con hoài không nghe. Cho nên một hôm người cha đưa con một cái rổ đinh và yêu cầu mỗi một ngày mà con lỡ một lời con nói không đúng, con ra con đóng vào trong cái hàng rào một cây đinh. Và người con đóng một thời gian hết cái rổ đinh đó. Và người con cảm thấy rằng mình đã lún trong sai lầm nhiều, cho nên bây giờ xin với cha rằng là con muốn thay đổi. Và người cha mới dặn rằng là mai này mỗi một lần con nói một lời tốt đẹp, một lời khôn ngoan, một lời hòa ái, thì mỗi lần con làm được điều đó, con hãy ra ngoài hàng rào con rút một cây đinh đi. Sau đó người con thực tập từ lần, và cuối cùng là đến một thời gian dài rút hết cái số đinh mà đã từng đóng trên hàng rào. Thì người con mới khoe với cha rằng là hôm nay con đã rút hết cái lượng đinh trên hàng rào rồi cha. Thì người cha mới dẫn người con ra. Người cha mới nói: dù các cây đinh con đã nhổ, nhưng con thấy trên hàng rào để lại cái gì? Thì đứa con mới nói rằng: thưa cha, còn để lại những dấu đinh. Thì người cha mới nói với con rằng: lời con nói và con có thay đổi để xóa đi những sai lầm trong cuộc đời, thì cái tì vết từng lỗi lầm của con cũng vẫn còn hằn trong mọi người, như cái vết đinh trên hàng rào vậy đó, cho dù người ta tha thứ cho con. Đây là một bài học của người cha dạy cho con. Như vậy cái việc mà cũng chúng ta là dùng ngôn ngữ trao đổi trong cái việc ứng xử nói năng hàng ngày, nếu không được gọi là điêu luyện hoặc là không có học tập, thì chúng ta sẽ nói ra những cái rất là vụng về, ứng xử vụng về, có thể dẫn đến cái sự đánh giá thấp của đối phương chúng ta về trình độ của chúng ta. Trên cơ bản các vị cũng đã từng gặp những trường hợp này mà. Nhiều khi đi trên xe chung đông người mà có những người phát ngôn, cái tự nhiên mình biết cái khả năng người đó tên. Cho nên người ta nói là gì đó, biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe đó. Thì ta nói câu đó nhằm cái gì? Không biết mình im lặng, người ta không có đánh giá được mình. Còn này không biết mà còn nói nhiều nữa, để cho càng nói nhiều, người ta chứng tỏ rằng là ta biết trong ruột gan mình hết trơn rồi à. Cho nên người ít nói có một lợi thế là cơ bản nhất, trước hết là người ta không đánh giá được mình. Vì vậy trong thương trường các vị nên nhớ là giữa một người này đi hợp đồng với người kia, các vị biết người khôn ngoan không bao giờ họ mở lời trước, nên nhớ là như vậy. Cái người khôn ngoan là họ ngồi nghe người ta nói trước. Còn cái người mà hấp tấp vội nói là cái người lúc nào cái cơ cũng dưới người ta. Bởi vì trong quá trình mình trình bày, người ta khôn ngoan người ta sẽ nghe được một vài điều gì nhược điểm của mình trong lúc trình bày đó. Người ta bắt mạch đó để người ta đánh gục mình trong vấn đề hợp đồng. Cho vậy nên nhớ, đây là cái vấn đề rất là quan trọng trong cái việc mà gọi là giao tế. Thành ra nếu mà chúng ta nói chuyện hàng xóm chơi qua lại kiểu hai lúa thì kẻ không sao, chơi cứ chơi dụng về gì đó thì không quan trọng. Nhưng mà để gọi là cái tâm của một con người thì không đơn giản trong một cái cách phát ngôn của mình. Các vị đi đọc trong những cái thương trường, những người làm doanh nghiệp, những người là chủ tịch hội đồng quản trị rồi đó, hay là người là lãnh đạo trong một tổ chức công ty, các vị biết rằng người đại diện phát ngôn cho một tổ chức, một công ty, hay là để mà gọi là giao tế hợp đồng này đó, quan trọng vô cùng. Thành bại cũng từ nơi đó. Sự khôn ngoan chuyển từ bại thành thắng, sự giải cờ hay là dũng về sẽ từ thắng để thành bại, hoặc là từ thắng thế trở nên yếu thế. Cái chuyện này tùy mỗi con người. Cho nên trong xã hội á, nếu mà những người có tâm thì các vị thấy rằng người đáp ngôn, người ta nói dù là nói đùa, người ta cũng nói ở một mức độ nào đó, các vị hiểu. Tôi xem một số chương trình của Paris by Night, tôi thấy cái MC mà như ông Ngạn á, là xưa nay ít có người nào MC mà phong cách đó lắm. Thường thường MC là người ta phải nói cười linh hoạt, người ta mới thành công, người ta mới thu hút. Nhưng mà ngược lại á, ông Nguyễn Ngọc Ngạn là nói bằng nghiêm túc mà vẫn thành công. Như vậy thì ở đây tôi được biết, tôi không nắm được ông Ngạn, tại thỉnh thoảng tôi coi tình cờ tôi thấy thôi. Thì tôi được biết nói là ông Ngạn ngày xưa đó là giáo sư của trường đại học, vì vậy đã từng là những người đã dạy cho các trường đại học hay gì đó. Thì nếu là vậy là một người có trình độ. Cho nên chính cái nói của ông nó là một cái điều mà đã không giống MC khác. Mà thẳng ra thì xin thưa các vị, các vị coi hai người giữa ông Ngạn và cô Kỳ Duyên,
Kỳ Duyên thì vui vẻ, nói chung là bình dân và gần gũi với mọi người, cười vui này kia hơn. Ông Ngạn thì ít cười hơn, nhưng mà mỗi người mỗi vẻ. Ông Ngạn có cái phong cách của ông Ngạn, có cách nói của ông Ngạn, có cái bản lĩnh của ông Ngạn, có cái thành công của ông, cho dù không giống những MC thông thường. Các vị coi hết các chương trình, ít khi nào mà MC đóng vai nghiêm lắm. MC phải là hoạt bát, vui vẻ này kia cái đó, cơ bản là như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói là mỗi cái trình độ khả năng của con người nó sẽ phản ảnh khác nhau qua cái biểu hiện ngôn ngữ và tư cách như thế nào, miễn người ta đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho công việc. Vậy thì trở lại vấn đề, trong giao tế, trong nói năng hàng ngày, đôi khi chúng ta thiếu kiểm soát, cho nên chúng ta dễ dàng bị sơ suất và bị sai lắm. Tôi có một lần đi chung một cái chuyến xe với các Phật tử, thì trong đó có một cái cô đó, cô mới nói với tài xế là trong quá trình mà xe chạy Việt Nam đó mà nóng lắm, thì nóng quá cô chịu không nổi, cho nên cô mới nói với tài xế, cô nói là em mở máy lạnh đi, bao nhiêu tiền xăng hồi chị trả cho. Thì nói xong rồi thì nói thật ra thì người ta cũng không nói gì, nhưng mà tôi mới khiều cô đó lại, tôi mới nói tại sao mình nói như vậy. Đúng ra mình yêu cầu người ta thì mình phải yêu cầu một cách tế nhị hơn. Mình nói như vậy người ta có vẻ giống như là mình trịch thượng, mình phách. Tôi nói là ví dụ bây giờ muốn yêu cầu mở máy lạnh thì mình nói em à, mở máy lạnh đi rồi một lát nữa chị phụ tiền xăng với. Nếu mình nói như vậy người ta dễ cảm thông và người ta dễ nghe hơn chứ. Còn mình kêu người ta mở máy lạnh đi rồi bao nhiêu tiền xăng hồi mình trả cho, hay cũng đều là mệnh lệnh yêu cầu để góp sức trong cái việc đó. Nhưng mà cái cách yêu cầu của mình làm cho người ta cảm thấy bị tự ái. Người ta cảm thấy giống như mình giàu có quá, hay là mình cảm thấy mình kiêu ngạo quá. Mình yêu cầu như vậy. Cho nên tôi nói các vị đó là chỉ cần một câu nói của chúng ta cũng có thể làm cho người khác, người ta hành động giống như mình nhưng mà ta rất là vui. Còn một câu nói người ta cũng hành động nhưng mà trong đầu người ta bị tổn thương, người ta có cảm giác là không hài lòng, người ta có cảm giác buồn, và thậm chí người ta có cảm giác là đánh giá về mình một vài cái tư cách nào đó qua ngôn ngữ. Cho nên các vị thấy cùng là một câu nói nhưng mà có hai cái cách đơn giản vậy thôi. Cho nên là khi cô này nói như vậy tôi mới dặn liền, tôi nói là nói vậy là không hợp lý. Rồi trong một cái trường hợp tôi gặp một cái vị này là những tu sĩ, mà này là hai cô ni thôi. Thì hai cô ni này thì ở một cái vùng, cũng vùng quê miền Tây. Thì khi tôi đi giảng đến một ngôi chùa thì hai sư cô này gặp tôi mới tâm sự. Hai sư cô mới nói thưa thầy, ở đây thì con là thường đi đám tang, nhưng mà nhà nào làm ra chay con mới đi, còn làm mặn là con không đi. Mà đi đến đó mà con thấy mà cúng mặn ở trên bàn linh đó, con kêu phải dẹp, tanh lắm, khó chịu lắm, này kia cái nọ. Cúng chay á mới thanh tịnh, mới thanh khiết, mới tốt được, này kia cái nọ. Tôi nói cô làm như vậy là làm sao mà truyền giáo được. Cô mới nói rằng một số điểm á cô đi người ta phản đối hoặc người ta không thích. Tôi nói cái đó là tại mình, chứ không phải là tại người ta. Cái chuyện cúng mặn cúng chay đó là chuyện của mọi người, nó không phải là chuyện của chúng ta. Cơ bản nhiệm vụ của chúng ta là đến đó tụng kinh để giới thiệu lời Phật dạy, để nhân cái nơi người chết đó chúng ta tìm cái duyên để mà giúp những người sống đang là để có ý giác ngộ. Còn nếu chúng ta muốn họ làm chay mà chúng ta nói như vậy á là chúng ta làm họ tự ái. Một số người ví dụ họ vì bất đắc dĩ quá họ phải chấp nhận họ làm theo yêu cầu của chúng ta. Nhưng mà một số người mà họ khó tính một chút á, họ không dễ dàng gì họ chấp nhận về điều đó. Cho nên điều quan trọng nhất là khi quý sư cô đến đó, quý sư cô nếu muốn cúng chay theo nguyện vọng của mình thì sư cô phải đặt ra vấn đề là không phải vì mình mà hãy đặt ra vấn đề vì hương linh và vì họ, họ dễ chấp nhận hơn. Chúng ta có thể nói như thế này: các vị à, nếu mà các vị cúng chay sẽ tốt cho người quá cố hơn. Nếu các vị nói kiểu này, ba chân bốn cẳng họ sẽ làm liền. Có phải vậy không? Ai mà không muốn tốt cho người thân mình? Cho nên tôi nói quý sư cô à, mình cũng làm việc đó, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người ta, làm người ta khâm phục mình nữa, mà người ta dễ chịu nữa, mà người ta cảm thấy là sư cô vì lợi ích thiết thực của gia đình, vì hương linh, người ta thấy được lòng từ của sư cô, bầu nhiệt huyết của sư cô,
Còn bây giờ sư cô nói cúng mặn tôi không đi, vì cúng mặn bất tịnh dơ này kia, nó hôi hám tôi tụng kinh không được này kia. Các vị muốn như vậy nhưng mà các vị nói như vậy người ta sẽ không có cảm tình, và đồng thời người ta nghĩ mình lập dị. Vì vậy trong cái xã hội mình muốn đưa đạo Phật vào đời, mình có vô số cách cùng làm một vấn đề, nhưng mà người tế nhị hơn, khéo léo hơn, người ta sẽ thuyết phục mọi người tốt hơn. Như vậy thì tôi nói là nếu sư cô nói như tôi, mai này sư cô sẽ giúp cho người ta được tốt hơn, sư cô coi có ai chống mình không? Tại vì cái này mình vì tốt cho họ mà sao người ta chống mình được. Còn mình nói cái kia người ta nghĩ vì mình là đạo Phật, mình là thầy tu cho nên mình thế, mình sẽ vô tình ngăn cách với mọi người. Như vậy tôi nghĩ rằng nếu sư cô này hiểu được ý tôi nói thì sau này những cái vấn đề mà đưa Phật sự vào trong cuộc đời của sư cô sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên trong cùng một tình huống, tùy mỗi cách ứng xử của một con người, mình suy nghĩ một cách khéo léo, khôn ngoan, tế nhị thì mình sẽ lúc nào cũng thắng thế và thành công. Đó là cách mà gọi là đưa đạo vào đời đó chứ. Cho nên từ lãnh vực đời đến lãnh vực đạo, nó đều có những lý do để giúp cho chúng ta nhận ra được những cái cách nào mà tốt nhất để giải quyết các vấn đề. Cho nên các vị thấy bên cạnh một số người mình nhờ đi việc á, có những người nhờ việc tới đâu hư tới đó, có phải không? Nhờ nó nói cái gì đó là hư cái đó, nhờ nó nói gì cãi lộn cái đó, nhờ nó nói thậm chí quánh lộn nữa. Cho nên ở đây nếu nhờ một người mà không hiểu, không khéo á, là phá nát hết tất cả các công việc của chúng ta. Nhất là nhờ mai mối là người ta sợ nhất. Có những người mà mai mối không khéo đã bỏ sỉ ngoài đường hết trơn hết rồi, xui da gì banh xác hết, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên nhờ một cái người mà để gọi là làm mai mối, hay là giúp cho chúng ta thương thiết về việc gì đó, nó quan trọng lắm, đâu phải đơn giản đâu. Từ những chỗ đó cho nên con người chúng ta mới cần phải học tập, mới cần phải rèn luyện, mới cần phải có chánh niệm, cần phải để tăng cường cái việc mà đọc học để tri thức của mình được mở rộng là từ những cái đó. Mình muốn giải quyết tốt vấn đề, thật ra trong con người của chúng ta không ai mà được giỏi giang từ trong bụng mẹ đó. Điều quan trọng nhất, sự nỗ lực của mỗi con người là quan trọng. Cái quyển sách mà để trở thành thiên tài, tôi đọc trong đó thấy một câu, người ta nói là trong một con người thiên tài chỉ có 6% thôi, 94% còn lại là một sự nỗ lực hết sức mình của người đó. Như vậy thì ở đây do học tập, do rèn luyện, nói chung là do điều phục lấy chính mình, lâu dần rồi mình sẽ hoàn thiện mình hơn và thay đổi được mọi việc hơn. Còn có những người cố chấp, tôi vậy chịu thôi, nói vậy thuộc về ngu quá, tức là tự hại mình thôi, vậy chịu thôi. Ở đây đâu phải ai cũng cần mình đâu mà nói như thế. Cho nên vừa rồi tôi có giảng một cái bài giảng ở tại Như Lai Thiền Tự, tôi có giảng cái bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác. Trong cái bài giảng này tôi chia sẻ rất là nhiều cái ý kiến và kinh nghiệm để giúp cho chúng ta muốn giúp một người tốt hơn phải giúp thế nào. Chứ không phải là muốn người đó tốt cái mình nói gì là người đó được tốt đâu. Không phải là đơn giản như vậy đâu. Có những người có một đứa con hư đó, mình thương nó đó, mình muốn nó nên người đó, nhưng đâu phải do mình muốn nên người nó nên. Có nhiều người nói kiểu máy móc, kiểu sáo rỗng, kiểu nói nên người đi con, nên hiếu thảo đi con này kia, mấy câu đó nghe nhàm tai, nghe không hiểu gì trơn trọi à, cứ nghe hoài không biết từ đó từ gì. Đâu phải là mình nói như vậy là để nó nên được. Cho nên muốn một cái đứa con nên người, hay là muốn thay đổi một người đang có cái sa đà trong chiều hướng xấu, phải làm gì? Cho nên sau này muốn làm gì nghe lại bài giảng đó đó. Thì thời gian hôm nay không nói lên này nữa, nói úp úp mở mở nghe cho tò mò. Xin thưa các vị, như vậy thì trong cái vấn đề ứng xử là một trong những cái quan trọng. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc trong bằng Nguyên Tông Tẩn, thì tôi có nhớ một cái đoạn mà giữa hai người mà đi đến để mà xin mà cầu thầy Quỷ Cốc Tiên Sư giải phép á. Thì Quỷ Cốc Tiên Sư là thầy, ổng có phép, có thần thông, phép tiên á. Ổng nhìn hai người, ổng biết rất rõ Bàn Quyên là kẻ thâm hiểm, nếu dạy phép tiên cho người này thì sau này sẽ có hại cho đất nước, có hại cho quần chúng thôi, chứ không có lợi gì hết. Nhưng mà nhìn Tôn Tẩn là biết hiền tài, nếu dạy thì mai này Tôn Tẩn sẽ giúp ích được cho mọi người. Cho nên trong lòng của ông Quỷ Cốc Tiên Sư á, là không muốn dạy cho Bàn Quyên.
Nhưng mà vì sự năn nỉ của Tôn Tẩn là hai người trước khi đi đã thề nhau rồi, sanh đồng sanh, tử đồng tử, học cùng học mà không học thì cùng không học. Cho nên buộc lòng là khó xử cho quỷ gốc tiên sư quá. Cuối cùng ông đưa ra một điều kiện, nếu mà ai mà giải quyết được điều kiện này thì ông mới dạy cho. Ông bắt một cái ghế ở trong phòng, ông mới nói đó, ta ngồi ở đây nè, mà ngươi làm cách nào mà ta nhắc được cái ghế ra bên ngoài đó thì ta dạy cho ngươi. Thì lúc đó bàn quyên bắt đầu bài đủ trò hết, nó láo, nó sượt, nó đủ thứ hết. Ở ngoài là nào là gì, ngư lôi sắp tới gì, trời sắp sập rồi, tiên giáng trần gì, rồng long phụng gì, hiển tỷ gì tùm lum. Nói như thế, ông thầy biết này xạo mà, cho nên ông ngồi hoài không muốn ra. Cuối cùng Hoàng Nguyên không có cách, Hoàng Nguyên mới lấy lá dừa đốt, rồi đốt đất ghế ông. Đốt nóng quá ông thầy phải nhắc ra bên ngoài, thì cũng là cái cách để giúp cho ông thầy ra ngoài. Được, mày làm nó, tao nóng quá tao ngộ không được thì tao đi ra ngoài, mày cũng hay đó. Nhưng mà tới Tôn Tẩn thì Tôn Tẩn lại nói với thầy rằng là, thầy à, con không có cách gì để con làm cho thầy mà nhắc cái ghế từ bên trong ra bên ngoài hết á. Nhưng mà con chỉ có một việc là, nếu thầy ngồi bên ngoài, con sẽ có cách để đưa thầy vào bên trong. Ông thầy nói được, cái nào cũng được, ở trong ra ngoài hay ngoài vào trong, cái nào tao cũng được. À, thì bắt đầu ông thầy nhắc ghế ra ngoài. Thì lúc đó Tôn Tẩn mới nói, dạ thưa thầy, thầy đã đưa ghế ra tới ngoài rồi đó. Như vậy thì khi chúng ta thấy rằng các người hiền tài họ sẽ giải quyết vấn đề hiền mà rất khôn ngoan, không có cái gì mà chúng ta thấy ác hết á, chúng ta thấy rất nhẹ nhàng, rất khôn ngoan cũng giải quyết được một vấn đề. Nhưng mà một người có cái đầu không được lương thiện á thì cũng giải quyết một vấn đề mà tương đối ác hơn. Vậy thì nó lệ thuộc rất lớn vào những cái hạt giống, cái phẩm chất, cái đạo đức trong lòng của chúng ta để biểu hiện ra các hành động bên ngoài. Cái đó trong Phật giáo chúng ta gọi là nghiệp. Mỗi một người có một nghiệp riêng, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong Duy Thức Học có một cái bài kệ mà chúng ta nên nhớ là: có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Đây là một cái bài kệ trong Duy Biểu Học của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, có nghĩa là có những cái tập khí, nghiệp chướng, những thói quen của chúng ta nó đã có sẵn từ vô lượng kiếp đã gieo trồng rồi. Có hạt giống trao truyền là trong cái giai đoạn chúng ta có mặt trên cuộc đời đến khi lớn lên, do giáo dục, do tập quán gia đình, do xã hội mà có thể làm cho chúng ta có những cái thói quen trong cuộc đời của mình. Cái đó gọi là hạt giống trao truyền. Quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén, tức là những cái này nó được tích lũy trong cái con người đó, cho một cái chúng sinh đó, là những cái chủng tử hạt giống này từ hồi lúc mà chúng ta hồi còn nhỏ cho đến thậm chí á, những cái này nó còn trong bào thai. Cho nên các vị có thể cái này nghe lại cái bài giảng tôi giảng là nuôi dạy con thời hiện đại đó, các vị sẽ hiểu rõ trong cái nội dung mà tôi cần nói về vấn đề này hơn. Xin thưa các vị, vậy thì các vấn đề mà gọi là nghệ thuật ứng xử, nói năng này kia cái nọ để thuyết phục giải quyết các vấn đề thì đòi hỏi con người chúng ta phải tự thông minh học tập và đào luyện lấy. Một vài người có cái năng khiếu bẩm sinh, nhưng mà cái chuyện này hiếm hoi thôi. Nhưng mà năng khiếu bẩm sinh không được chúng ta ứng triệt để mà giúp cho cái hạt giống bẩm sinh này nó phát triển tốt, thì thật ra mà nói tận dụng nó không có hiệu quả lắm. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên muốn cái hiệu quả của một công việc thì đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của một con người. Cho nên 94% còn lại trong một thiên tài là sự nỗ lực không ngừng đó. Con người có thiên tài là có, nhưng mà chỉ có 6% thôi. Vậy là sự nỗ lực ở đây để quyết định cho sự thành bại của con người. Vì vậy những hiểu biết, những cái cách dùng từ của chúng ta trong tùy tình huống, nó cũng đòi hỏi rất lớn nơi cái tâm của con người. Một cái tâm con người như thế nào cho nên phát ngôn ra trong tình huống đó như vậy. Ví dụ người kiêu ngạo cũng cùng là một cái vấn đề đó, mà họ nói ra có cái vẻ giống như cái vẻ mùi tiền. Còn một người khiêm tốn thì trong một cái hành động đó họ nói ra rất là tế nhị và làm cho người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
Cho nên trong cùng một cái vấn đề phức tạp mà có người đến thương thuyết, người ta nghe, mà có những người đến thương thuyết giống như thêm dầu vào lửa vậy đó, người ta không nghe mà lại còn làm lên nữa. Cái đó là cái cách mà thiếu đi sự khôn khéo cũng như cái tâm lượng của một con người. Vì vậy cái tâm đức của con người trong cái việc ứng xử giải quyết các vấn đề thật là quan trọng. Nếu chúng ta tâm đức chúng ta tốt, các vấn đề á đơn giản như vậy chúng ta có thể giúp cho mình thành công. Thay đổi vấn đề tốt mà mình lại thành công tốt nữa. Tôi nhớ cái việc của Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh là một trạng nguyên vào cái thời nhà Lê. Ông là một cái người gọi là thông minh đó. Thì trong giai thoại văn học Việt Nam có kể lại cái việc như thế này. Một hôm Lương Thế Vinh cùng với vua Lê Thánh Tông đi chung trên một chiếc thuyền. Thì đến một cái đoạn sông á, thì vua Lê Thánh Tông biết rất rõ là xưa kia Lương Thế Vinh là người giỏi bơi lội, cho nên là nghĩ rằng á, là muốn chơi cái trò đùa với Lương Thế Vinh. Cho nên nhà vua giả bộ là do uống rượu, giả bộ mình say xỉn, cho nên đẩy Lương Thế Vinh văng sông. Khi mà Lương Thế Vinh văng dưới sông rồi đó, thì ông thật sự là người giỏi bơi lội. Cho nên khi văng dưới sông rồi á, ông lặn một mạch đi vô bụi lùm nào gần đó đó, ông lủi lên đó trốn. Còn vua ở trên này á, thì vua cứ kêu là thuyền cứ bơi đi. Xin thưa với các vị, thì thuyền bơi, bơi một hồi lâu cái ông vua không thấy Lương Thế Vinh nổi lên. Thì ông mới hối hận trong lòng, ông nghĩ là Lương Thế Vinh chết đuối rồi. Cho nên là ân hận trong lòng á, mới nghĩ rằng tại sao mình chơi kỳ cục vậy, để có thể là chết một con người. Cho nên lúc đó sai quân lính này nhảy xuống dưới sông lặn mò. Thì mò một lát rồi đó, mò không có. Thì Lương Thế Vinh đợi cho thiệt lâu á, nghĩ rằng là vua đã hối hận cho đến là cao độ rồi đó, mới bắt từ trong bờ lặn ra ngay cái chỗ của nhà vua ngồi lên. Thì lúc đó vua đang ân hận, mà nếu thấy như vậy thì không mừng, mừng rỡ quá chừng mới đưa Lương Thế Vinh lên trên thuyền. Thì hỏi khanh sao vậy, mà Lương Thế Vinh cứ cười không à. Hỏi là tại sao mà ngươi xuống dưới lâu như thế mà tại sao mà ngươi không chết à, thế nói là đúng ra thần chết rồi chứ. Nhưng mà khi thần xuống dưới, thần mới gặp cụ Phước Nguyên. Cụ Phước Nguyên hỏi thần là mày đi đâu vậy. Thần mới nói là lúc này thần buồn đời quá cho nên thần muốn chết. Thì lúc đó đó, cụ Phước Nguyên, cụ mới quở thần. Cụ mới nói rằng là ta ngày xưa đó, ta gặp hôn quân vô đạo như Sở Hoài Dương, ta mới liều bỏ thân này, bỏ quốc gia, bỏ dân chúng, mà ta trầm mình dưới sông Mịch La để chết. Còn ngươi á, thì gặp một vị minh quân anh tài hiền đức như vậy mà ngươi không lo phù cho vua, ngươi may mắn quá chứ ngươi đâu có giống ta đâu mà còn bày đặt trầm mình xuống dưới đây. Rồi nói vừa xong, cụ Quốc Nguyên đá thần cái thần nổi lên luôn. Xin thưa các vị, cái câu đó Lương Thế Vinh nói thiệt là nói láo mà mang tính cách là nịnh vua đó, nhưng mà nịnh rất khôn ngoan, cho nên làm vua cười và vua Lê Thánh Tông ban thưởng cho Lương Thế Vinh rất là nhiều gọi là giải dốc vàng bạc. Vậy thì ở đây một người nói cái lời đó vua biết không thật, nhưng mà nó chí tình chí lý và nó hợp thời đúng lúc. Đó là cái ứng xử rất khôn ngoan của một con người. Và chính cái ứng xử khôn ngoan đó để làm cho cái vị thế của Lương Thế Vinh và cách tài của Lương Thế Vinh được vua chú trọng hơn. Cho nên những cái người tài đó, các vị thấy rằng một cái câu trả lời, một câu nói này kia nọ của người ta đó đều được mọi người chú ý tới hết á. Cổ đức từng nói câu là ở nhà nói những việc hay á, người xa nghìn dặm cũng ứng ngay vào mình. Tức là mình nói những cái việc mà hiểu biết khôn ngoan thông minh á, thì người ta đều chú ý hết á, ở đâu cũng chú ý hết á. Tôi nói thật các vị là tôi thường đọc báo, tôi thấy cỡ tổng thống Obama là tổng thống Mỹ à, một lời, một cử chỉ, một cái gì của ông thì người ta tôi thấy cũng đưa lên báo hết trơn rồi. Và tôi cảm giác rằng á, nếu mà làm cỡ tổng thống vậy đúng là mất tự do thật á. Nói chung là cái nghiệp chính trị của mỗi con người rồi, thì cái việc đó là cái duyên của mỗi con người. Nhưng mà thật ra đó, tôi thấy cái gì á, một lời thôi, lỡ cái gì thôi thì á, đủ thứ là phê bình. Mỗi một lời thôi á,
nếu mà hợp lý thì thôi đủ thứ tán dương. Nói chung là giữa tán dương và phê bình, mình đặt cái uy tín trên cái đầu lưỡi của thiên hạ rất là mệt mỏi. Nhưng mà thôi, chuyện đó chuyện cái nghiệp của mọi người. Nhưng tôi thấy là vậy á, cử chỉ chút của tổng thống là cái gì cũng là phê bình được. Tôi nhớ cái hình ảnh mà ông xuống trực thăng, ông cầm cái ly cà phê á, mà ông vừa chào với quân lính á, chỉ bao nhiêu cử chỉ đâu mà ông biết mà ai chụp hình được á, họ đăng lên và họ phê bình đủ thứ điều. Cho nên đôi khi có những cái mà nghiệp vụ mà đôi khi công việc nó dồn dập, đôi khi người ta cũng không để ý đến những cái mà nhỏ nhặt như vậy. Ông vừa cầm cái ly, ông vừa chào luôn với bên cái nhóm binh sĩ nào đó không biết, mà người ta nói là cho là Obama khi dễ người khác. Nói chung là nếu một người bình dân á, không sao cả, cỡ Chí Phèo đã chửi thiên hạ từ sáng tới chiều không ai nói hết á. Nhưng mà cỡ những người có vai trò, không dễ dàng cho cái việc phát ngôn của chúng ta. Cái chuyện đơn giản thôi, hai đứa con gái của tổng thống mà chỉ đi ra mà bên cạnh cái buổi lễ gì đó mà đứng sau đó, chúng có dẫn người để ý mặc đồ thế này thế kia là nó không hợp thời trang hay là không hợp với cách của con gái ở Nhà Trắng gì thế thế, đủ thứ điều. Cho nên chúng ta thấy bằng cái việc ứng xử với xã hội bên ngoài là một cái điều phức tạp vô cùng, không dễ dàng cho mỗi con người chúng ta. Sự ứng xử tốt chúng ta có thể đem lại một thành công lớn, ứng xử mà hơi dụng một chút chúng ta có thể gây đến một sự thất bại vô cùng. Thậm chí chúng ta có thể lơ là trong một cái cách gì đó, chúng ta có thể bỏ mạng. Chúng ta nhớ cái hành động của Mạc Đỉnh Chi. Mạc Đỉnh Chi là trạng nguyên vào thời Trần, và chúng ta biết được rằng Mạc Đỉnh Chi là một trong những vị mà được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức là trạng nguyên cả hai nước, trạng nguyên cả nước Việt và trạng nguyên của cả Trung Hoa. Thì á, Mạc Đỉnh Chi là một trong những người được trong danh sách đó, hình như Việt Nam có 3 người được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Nhưng mà riêng Mạc Đỉnh Chi thì thường được nhắc đến nhiều và mọi người biết được nhiều. Có một lần ông đi sứ sang Trung Hoa, thì vào cái thời đó là thời nhà Nguyên. Trong một buổi đó ông mới đến trong một cái phủ tướng quốc, hay là phủ tể tướng của nhà Nguyên. Thì các vị biết rằng trong phủ tể tướng của nhà Nguyên á, thì có một cái bức tranh là con chim sẻ nó đậu trên cành tre, mà người ta thiêu đến độ mà nghệ thuật nó giống đến độ mà y như thật. Cho nên là Mạc Đỉnh Chi bước vào trong đó thì thấy tưởng đâu là con chim nó đậu trên nhánh tre gần cái cửa sổ, mới lại chọp bắt đi. Thì khi lại chọp bắt thì đó là một bức tranh, cho nên bắt thì đụng tấm vải. Cho nên các cái quan của triều đình nhà Nguyên mới cười, xem như là đánh giá thấp cái tầm hiểu biết của Mạc Đỉnh Chi, một trạng nguyên của Việt Nam mà cái bức tranh mà nhìn không ra, mà tưởng đâu là chim thật mà lại mà chọc như vậy. Thì các vị biết rằng Mạc Đỉnh Chi rất là lanh, khi mà chọc biết đây là cái bức tranh vẽ chứ không phải là con chim thật rồi đó, thì ông hốt nguyên bức tranh đó, ông xé tan nát hết trơn trọi. Và khi xé tan nát như vậy, điều gì xảy ra? Thì trong phủ này là phủ tể tướng, cho nên khi ông làm như vậy là ông xúc phạm đến người ta, cho nên là kêu quân bắt và trị tội liền tức khắc. Thì lúc đó đó, Mạc Đỉnh Chi điềm nhiên mới nói: thật ra mà nói, tôi làm cái này là vì phủ tướng quốc chứ không phải vì tôi. Hãy để cho tôi nói ít lời rồi á, có thể trị tội tôi cũng chẳng muộn. Thì lúc đó mọi người dừng lại để cho Mạc Đỉnh Chi nói. Thì lúc đó Mạc Đỉnh Chi mới nói rằng là: ở đây là phủ tể tướng, cho nên các vị đều hiểu trên nguyên tắc là con chim sẻ là tượng trưng cho tiểu nhân, tre trúc là tượng trưng cho quân tử. Cho nên ta nói là quân tử trúc mà tiểu nhân tước, tức là tiểu nhân là giống như chim sẻ, mà quân tử thì giống như là tre trúc. Vậy thì ở đây phủ tướng quốc muốn mình suy đồi, hay là một đất nước của ông đến độ suy đồi, và những nịnh thần, những thần mà gọi là bất tài, nó chuẩn bị lên nắm quyền, nó muốn chà đạp ông hay sao mà ông phải để cái bức tranh này? Ông để cái bức tranh con chim mà nó đậu trên đây là có nghĩa là cái thời đại triều đình nhà Nguyên đang vào mức độ suy thối. Cái kẻ mà gọi là bất tài, cái kẻ vô dụng sẽ lên nắm quyền, kẻ tiểu nhân sẽ nắm quyền và đè bẹp hết những người chánh nhân quân tử. Vì vậy đây là tôi giải quyết cái quạ dùm cho phủ cái tể tướng chứ không có gì cả. Nghe một lời giải thích quá hợp lý. Thì tể tướng đã biết rằng là ở đây bất đắc dĩ
Mạc Đỉnh Chi mới nói ra điều đó. Chứ thật tình mà nói, ban đầu á, Mạc Đỉnh Chi có nghĩ ra cái việc đó không? Không. Quê rồi á, đúng là mình bị quê thiệt á. Quê rồi là muốn giải quyết cái quê bằng cách là đi xé. Thật tình mà nói, đúng ra cái đầu quá là lanh lợi. Khi xé rồi là hiểu ra được cái vấn đề đó. Chứ ban đầu làm gì mà có suy nghĩ như vậy. Cho nên đây là cái việc mà gọi là ứng xử khôn ngoan của một con người. Và chính vì chỗ đó đó, chẳng những mà mình được thoát tội mà còn được người khác trọng thưởng nữa. Lúc đó tể tướng nhà Nguyên mới trọng thưởng cho Mạc Đỉnh Chi. Vì cái nếu mà không khéo đi á, cái bức tranh đó sẽ làm ảnh hưởng đến con đường danh lợi hay là con đường chính trị của hữu tể tướng. Đó là những vấn đề chúng ta thấy rằng những cái người khôn ngoan nghĩ ra những điều mà chúng ta không có nghĩ nổi. Tôi mới nói rằng ứng xử của những cái bậc có trí tuệ là như thế. Trong đó có những cái việc mà ứng xử, cái trường hợp mà tôi thấy cũng đáng hay đó là tể tướng Yến Anh. Đó là một tể tướng của nước Tề. Xin thưa các vị, Yến Anh mà chúng ta hay gọi là Án Tử đó, thì trong một cái buổi chầu đó, thì vua nước Tề đó nghe người ta báo là cái người nuôi ngựa quý của nhà vua đã làm chết ngựa. Cho nên lúc đó ông vua ông tiếc con ngựa quá, cho nên ông hạ lệnh là chém đầu cái người nuôi ngựa. Yến Anh lúc đó đang là đứng chầu thì mới nói với vua rằng là: tâu bệ hạ, muốn giết kẻ nuôi ngựa này thì trước hết muốn xử tử thì chúng ta phải hiểu là thưa vua Nghiêu Thuấn là muốn xử tử người là xử từ đâu trước. Thì lúc đó vua Cảnh Công nước Tề cũng ngớ ngẩn về cái việc này, cho nên ông mới dần dự nói vậy thôi, giam nó đi rồi xử tử sao. Thì lúc đó Yến Anh mới nói là hãy để lại, nếu mà vội vàng giam nó và xử tử nó mà trong khi nó chưa biết tội á, thì xem như là cũng quan cho nó quá đi. Bây giờ để hạ thần thay bệ hạ kết tội kẻ này rồi sau đó hạ đem chém đầu. Thì lúc đó ông vua nói phải, rồi ngươi cứ kết tội hắn đi rồi sau đó hãy xử tử sau. Thì ông vua mới chỉ cái kẻ mà chăn ngựa đó: ngươi có biết rằng ngươi có ba tội đáng chết không? Cái tội đáng chết thứ nhất á, là ngươi chăn ngựa mà ngươi làm chết ngựa của nhà vua. Cái tội đáng chết thứ hai á, con ngựa đó là lại là con ngựa quý nhất của nhà vua. Và cái tội đáng chết thứ ba đó là vì á, nhà vua giết ngươi cho nên á, là nhà vua phải bị mang tiếng là vì một con ngựa phải giết người. Cho nên thiên hạ quán vua, các nước khác chê cười vua, lân bang dòm ngó đến đạo đức của vua. Vì một con ngựa thôi mà ngươi làm để ảnh hưởng đến là lòng nhân, lòng nghĩa, lòng đạo đức của một nhà vua. Vua phải mang tiếng như vậy, cho nên ngươi có ba cái tội đáng chết. Ông vua nghe xong nó thôi thôi tha nó đi, không khéo ta trở thành kẻ bất nghĩa bất nhân. Như vậy thì các vị thấy, một lời can thiệp của một người có trí mà can thiệp khéo như vậy cứu được một mạng người. Mà thật ra mà nói, bình thường chúng ta không dễ gì có đủ cái hiểu biết để đứng ra để biện luận về cái việc đó. Trong những cái tài ứng xử của một con người mà chúng ta không hiểu trước được, thậm chí có những câu chuyện mà chúng ta khi đọc rồi chúng ta đến cái kết luận, chúng ta mới gật đầu khen rằng cái trí của người xưa tuyệt vời. Và đó là những cái để mà chúng ta cần học tập. Đây là cái việc ứng xử nữa của chính cái bản thân của tể tướng Yến Anh luôn. Ông là thay nước Tề đi qua nước Sở để thương thuyết. Thì các vị biết là khi đến nước Sở thương thuyết á, thì vua nước Sở biết rằng Yến Anh là một bậc anh tài, có trí thông minh, cho nên cả quần thần mới bàn nhau là hãy làm một cái trò để mà Yến Anh phải mất mặt, phải bị quê với quần thần. Thì lúc đó ta bày cái trò là như vậy: khi Yến Anh sang cùng nhau dự tiệc, đang trong một bữa tiệc cùng vui như vậy, thì á, một cái người cận vệ đó mới dắt ra một cái người á, của nước Tề. Đó là người này á, bị kết tội là ăn trộm. Thì khi dẫn vào rồi đó, là người này là của nước Tề qua đây ăn trộm như thế, thì ông vua lúc đó mới nói một câu, ông hỏi Yến Anh: bộ người nước Tề hay ăn cắp lắm hả? Coi như là nói một câu sỉ nhục quốc thể của người khác. Nói câu rất đơn giản nhưng mà cái cách này là cách bài trò.
Thì lúc đó đó Yến Anh trả lời một cái câu rất là thông minh. Yến Anh mới nói rằng tôi nhớ rằng có một cái cây quất. Cây quất hình như nếu mà chúng ta hiểu dịch ra tiếng Việt mình hình như là cái chữ quýt á, giống như cây quýt vậy đó. Thì cây quýt trồng ở Hoài Bắc á thì nó lại ngọt, mà trồng ở Hoài Nam á thì nó lại chua. Cùng là một loại cây, cùng giống lá cành như thế, nhưng mà cho cái vị nó khác nhau. Đây nguyên tắc là do phong thổ, do phong thổ mà khác. Dân chúng nước Tề tôi thì thật sự rất hiền lương và chân thật, mà không biết tại sao qua nay trở thành cái ăn cắp. Chắc là do phong thổ đó. Thì lúc đó vua nước Sở mới mất mặt quá. Vua nước Sở mới nói là ta vô tình đùa một câu mà để làm nhục một đất nước, và mới rất là khen cái tài ứng xử của Yến Anh. Như vậy thì các vị thấy cái điều gì? Những cái người mà gọi là thông minh ứng xử như vậy, đây là cái trường hợp mà để mình đọc, để mình học tập. Học tập để chi? Để mỗi con người chúng ta có những cái cách giải quyết vấn đề cho chính bản thân mình, cho người thân, và trong nhiều tình huống được tốt đẹp. Cho nên chúng ta đừng vội trong mọi tình huống, mà chúng ta hãy trầm mình, hãy có một cái sự suy nghĩ tốt, có một cái chánh niệm, đừng bị áp lực mà khủng hoảng vội vàng. Chúng ta sẽ mất khôn trong nhiều tình huống mà chúng ta không làm chủ được mình, chúng ta dễ đưa mình đến sự thất bại. Các vị học tập điều này từ nơi Đức Phật của chúng ta, một bậc thầy toàn giác, một bậc thầy có trí tuệ, có chánh niệm tuyệt vời. Và những ứng xử của Đức Phật không thể chê vào đâu được trong rất là nhiều tình huống, mà trong đời của Đức Phật là một bài học cho chúng ta. Cả đời chúng ta học có thể không hết được những cái nhân cách, những ứng xử, những thông minh của Đức Phật. Các vị nên biết rằng Đức Phật đã từng nói là những gì Đức Phật dạy trong đời rất là ít. Cái hiểu biết của Đức Phật rất là lớn. Mà Đức Phật đã từng một lần ở trong rừng, Đức Phật cầm nắm lá Simsapa trong tay. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo rằng là nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì lúc đó các thầy tỳ kheo mới nói là bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay Thế Tôn thì rất ít, mà lá ở trong rừng thì rất nhiều. Lúc đó Đức Phật mới nói rằng những gì ta nói với các ông nó ít như lá trong tay ta, mà những gì ta biết trên cuộc đời này nó nhiều như lá trong rừng. Vậy thì các vị thấy, những hiểu biết, trí tuệ, những kinh điển mà Đức Phật để lại chỉ là nắm lá trong tay mà nó nhiều như thế. Cả đời này chúng ta ăn ở không rồi đọc, chúng ta đọc còn chưa hết tam tạng kinh điển Phật giáo. Cho nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Phật giáo là kho tàng kinh điển lớn nhất trên thế giới. Không có một nền triết học nào, tôn giáo nào có thể bì kịp với tàng kinh cát của Phật giáo hết á. Các cái học thuyết khác cơ bản nhất của một vài tôn giáo, một vài triết gia, chừng cuốn sách là cùng. Như vậy trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp như vậy để lại cho hậu thế cả ba tạng kinh luật luận như vậy, là một kho tàng kinh điển vô cùng lớn. Cho nên chúng ta suy nghĩ rằng là trí tuệ của Đức Phật như biển lớn, một trí tuệ bạc ngàn mà không có thể sánh bằng. Chỉ có khi nào chúng ta đắc đạo giác ngộ như người, chúng ta mới hiểu hết được những điều người hiểu. Nhưng một cái lần mà trên cái đường du hóa của Đức Phật, thì Đức Phật đi phía trước, đi khất thực hay đi làm Phật du hóa như thế nào đó, thì một cái người Bà La Môn ở phía sau, họ không thích Đức Phật cho nên họ chửi hoài. Họ kêu cù đàm ra, họ kêu cái chửi Đức Phật. Mà Đức Phật vẫn trầm tĩnh, Đức Phật đi nhẹ nhàng, khoan thai trong chánh niệm. Xin thưa với các vị, cái người Bà La Môn này chửi một lát, thấy Đức Phật không trả lời gì lại, không phản ứng gì lại cái những cái lời của chửi, thì Bà La Môn này nó mới tức. Nói này cô đàm, ông có nghe ta nói gì từ sáng giờ không? Thì Đức Phật nói là ta nghe chứ, nghĩa là tại sao mà ông nghe mà ông không nói gì cho vậy? Thì Đức Phật lúc đó mới đứng lại, mới chậm rãi mới nói với cái người Bà La Môn nọ. Nói nơi này người Bà La Môn, từ xưa giờ gia đình ông có đãi tiệc gì không? Nó có chứ. Thì Đức Phật mới nói là sao mỗi bữa tiệc như vậy ông có khi nào ông gửi quà cho những người đi dự tiệc ông không? Nói có chứ. Thì Đức Phật mới nói tiếp là trong những khi mà ông gửi quà như vậy mà người ta không nhận á, thì quà đó thuộc về của ai? Cái này thì ta gửi người ta không nhận, người quà đó thuộc về của tôi chứ của ai? Thì Đức Phật mới nói là cũng thế.
sáng giờ ngươi tự chửi ta mà ta không nhận thì lời chửi đó thuộc về của ai? Như vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật rất là nhẹ nhàng. Đức Phật nói là mà ngươi chửi ta không nhận, đó thuộc về của ngươi. Như vậy từ sáng giờ là ngươi tự chửi ngươi đó. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật và với cái hiểu biết Đức Phật ứng xử những cái vấn đề bình thường đơn giản đó không có gì để gọi là khó khăn. Sự thật ra cái đó cũng không cần thiết Đức Phật phải cần phải dụng công suy nghĩ ứng xử đâu. Đạo đức của người đã đủ cái tư cách để giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp rồi. Cho nên trong cuộc đời các vị nên nhớ, trong các vấn đề á, một người chửi mình đừng vội chửi lại. Người ta chửi mình mà mình không tức là họ ói máu đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có những khi các vị biết rằng người ta chửi mình mà mình cứ im im, mình cứ làm tới việc mình vài á, trời ơi người ta tức chịu đời không có nổi nha. Thà mình chửi lại người ta đỡ tức hơn. Các vị nên nhớ, ví dụ các vị đấm mà đấm nè, các vị coi boxing nè, các vị thấy họ đấm một quả đấm mà đấm trúng á thì các vị thấy sao? Là đối tượng xiển niễn mà họ tăng lực, có phải không? Nhưng họ đấm một đấm mà đấm hụt á thì các vị thấy sao? Là cái người này mất đà chúa nhủi chứ đâu phải bình thường. Cho nên á, các vị học cái điều đó, các vị hiểu điều gì? Nếu chúng ta ra một cái đòn mà người khác hứng đòn của chúng ta thì người khác lãnh đủ và chúng ta tăng lực, không phải là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta ra đòn mà người ta để chúng ta mất đà, đó là chúng ta mất lực. Vậy thì người chửi mình, người ta chỉ trích mình ngay mình mà mình hứng, có nghĩa là mình nói lại, mình trả treo lại, hay là mình giận tức lại, mình phản ứng lại một cái cách mà khiếu khôn ngoan á, thì thật sự là mình lãnh đủ cái đòn của họ. Nhưng mà nếu mình không đủ cái khả năng, hoặc là mình thấy không cần thiết để nói qua lại á, thì mình cứ im. Sự thật mình im chừng nào là thiên hạ nổi máu chừng đó. Tôi nói này mà mốt mấy bà vợ bị chửi im hoài với có đập nồi hết trơn trọi à. Xin thưa các vị, đó là cái cách thức mà im mà khôn ngoan đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên trong vấn đề tương giao của chúng ta, tùy nghi mà trả lời, chứ không phải là cái gì cũng trả treo, cũng trả lời lại là khôn đâu. Có những cái cần thiết trả lời thì trả lời cho xứng đáng, không cần thiết trả lời thì im lặng cũng xứng đáng. Cái khôn của con người, nói cũng khôn, nín cũng khôn, cái đó mới là cái người mà gọi là thâm trầm sâu sắc. Cho nên người đụng cái gì nhảy đấy, đụng gì cũng nói chí ché cái đấy, không phải là người khôn. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái việc ứng xử là một trong những đề quan trọng. Người Phật tử chúng ta đôi khi không học Phật pháp bị thiệt thòi rất nhiều khi người ngoại đạo đặt vấn đề. Chúng ta không biết trả lời làm sao, trả lời thì cũng không được, mà im lặng thì đôi khi chúng ta bị tấn công một cái cách gọi là thiếu tế nhị. Mà tôi thấy rằng người Phật tử đôi khi lãnh đủ ba cái việc này. Có những lúc chúng ta biết rằng Phật giáo chúng ta rất là tuyệt vời, nhưng mà người ta cứ đem cái chuyện gì không hay, đem chuyện gì không phải, người ta dựa vào một vài hình thức gì đó, người ta đặt vấn đề, người ta nói xoáy vô trong óc mình chịu đời không nổi. Thật tình mà nói, có những lúc chúng ta bị lung lay bởi niềm tin. Do chúng ta không học Phật, cho nên một số người họ nói Phật giáo thế này, Phật giáo thế kia, chúng ta nghe hồi chúng ta nói hình như đúng ha. Tại thật ra chúng ta có biết con khỉ gì đâu mà không đúng à. Chúng ta đâu có nghiên cứu, chúng ta đâu có từng học Phật, cho nên là đôi khi chúng ta nghe người ta vẽ vời gì đó, chúng ta không xác định được vấn đề, là tại vì mình không nắm được. Chính vì chỗ đó chúng ta bị người ta lái cách này cách kia mà chúng ta bị điên đảo. Vì vậy ứng xử của con người để giúp cho chúng ta, nếu muốn ứng xử tốt chúng ta cần phải học, phải hiểu rất là nhiều. Cho nên học Phật là điều mà quan trọng với tất cả các Phật tử. Tôi thấy thời gian qua Phật tử chúng ta có cơ hội học Phật rất là tốt. Nếu vài mươi năm về trước, gia đình chúng ta có thờ một ông Phật như thế này ở nhà, mà đây là tượng của ông nội bà nội hay là tổ tiên chúng ta để lại, có người hỏi chỉ ra thờ đó là gì vậy, không biết nữa, bà nội tôi để lại, tôi thấy vậy tôi làm theo thờ vậy, tôi không biết gì à. Bản thân chúng ta còn chưa biết đó là cái gì, nhưng mà gần đây nhờ vấn đề phương tiện truyền thông với các cái dạng mà công nghệ tốt, chúng ta có cơ hội học Phật pháp không trực tiếp qua những buổi giảng như thế này. Chúng ta học gián tiếp qua những cái băng đĩa internet, qua YouTube, qua các trang web mạng.
và làm chúng ta cũng hiểu được vấn đề, cởi mở được vấn đề. Và các vị biết rằng một người Phật tử khi hiểu được đạo lý thì người Phật tử đó mới bảo vệ được Phật pháp và mới bảo vệ được lý tưởng tu hành của chính mình. Học Phật là vô cùng quan trọng. Ở đây không phải học Phật để chúng ta lý luận, nhưng mà trên nguyên tắc của những người họ chỉ trích, họ lý luận một cách không hợp lý, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tận nơi. Và điều này tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều bài giảng. Các bài giảng của tôi như một thế võ cho các vị để tự trang bị cho chính mình trong những trường hợp bất đắc dĩ, để chúng ta có thể dùng một vài chiêu để tự cứu mình và tự thoát thân. Xin thưa các vị, nếu người nào nghe tôi chừng 100 bài giảng trở lên mà nắm một cách cơ bản, tôi biết là các vị nắm cơ bản các vấn đề và các vị rất tự tin trên cái lộ trình mà nhận thức và tu học của mình. Nhưng mà trọng nhất là có nghe được hay không, và nghe có tới nơi tới chốn hay là nghe nay qua kia. Điều quan trọng là nghe phải có ghi nhớ để học tập. Cái này là tôi nói chuyện thật. Một hôm đó thì cách nay chắc là khoảng 4 năm thì có một cái người làm lịch cho tôi đó, cái ông đó, ông design, ông thiết kế lịch cho tôi cái vào cái năm 2010. Xin thưa các vị, ông thiết kế lịch cho tôi thì ông mới đi gặp tôi để ông trao đổi, nhưng mà người thiết kế lịch đó ông là đạo Tin Lành. Thì cái này do các Phật tử giới thiệu về một cái công ty, một nơi mà làm lịch vậy thôi chứ tôi cũng không biết. Thì khi giới thiệu đến thì tôi trao đổi ông, tôi cũng không biết ông đạo Tin Lành. Nhưng mà sau khi nói chuyện rồi đó, sau đó mới vỡ lẽ ra. Thì khi ông thiết kế ông lịch, ông đưa tôi, ông trình cái mẫu coi là tôi có đồng ý hay để mà ông in. Thì tôi coi cái lịch, tôi thấy ông thiết kế, thì trong lúc nói chuyện á thì tôi có nói như này: trời ơi, ông làm như vậy sao coi được, thế tôi có dùng cái chữ trời ơi. Thì khi tôi nói xong, ông nói: thầy cũng nói trời ơi nữa hả? Thì lúc đó tôi cũng không biết cái câu cái hỏi của ông là cái ý gì. Thì tôi mới quay lại tôi hỏi là: ông nói vậy có nghĩa là ý gì? Thì ông mới nói tôi á là chỉ có Tin Lành hay là Thiên Chúa mới nói chữ trời ơi, và trong Tin Lành Thiên Chúa mới có trời, còn trong thầy không có trời. Cho nên là trời là chỉ là đấng tối cao, là này kia kia nọ, chỉ có Thiên Chúa thôi. Thì ông vừa nói với tôi như vậy xong, các vị biết cái máu của tôi mà, con người tôi nó nhạy cảm mấy cái này ghê gớm lắm. Tôi không có ý gì hết á, mà tự nhiên ông á muốn kiếm chuyện với tôi. Cái này đúng là cây muốn lặng mà gió không ngừng á. Thì lúc đó các vị biết bằng tôi ngồi quay lại nghiêm túc mà tôi nhìn thẳng ông, tôi nói như thế này. Tôi nói: ông nói như vậy mà ông có thấy ông hổ thẹn cái miệng ông không? Tôi nói trước cái câu như vậy. Tôi nói cho ông biết á, cái chữ trời của ông nói trong Thiên Chúa và Tin Lành, tôi nói rằng á, trước khi tôi nói Việt Nam, tôi nói trên thế giới cái đã. Thiên Chúa giáo có mặt trên thế giới này á là vào đầu kỷ nguyên Tây Lịch, cho tôi cho 2000 năm, trên dưới 2000 năm. Nhưng mà tôi nói với ông biết rằng cái chữ trời của các nền văn hóa và tín ngưỡng trên thế giới á, họ có trước bao lâu chưa? Tôi mới nói rằng á, cái chữ trời là đấng Brahma, là đấng sáng tạo, là cái phạm thiên của văn hóa Ấn Độ thuộc về tôn giáo, có trước khi thời kỳ Phật ra đời từ 1500 năm đến 2000 năm. Là lúc đó thì người ta đã có cái khái niệm về trời và có cái đấng sáng tạo và có chữ trời rồi. Mà đạo Phật đã có mặt trước Thiên Chúa giáo, tức là trước kỷ nguyên Tây Lịch khoảng 6 thế kỷ. Như vậy cái lúc mà đến Phạm Thiên hay là chữ trời của Ấn Độ có đó, lúc đó cái trời của chữ trời của Thiên Chúa giáo nằm ở đâu ông chỉ tôi coi coi. Chưa, tôi chưa dừng lại tại đó. Chữ trời của Trung Hoa trong Khổng giáo hay là Lão giáo, người ta đã sử dụng khái niệm về thiên mệnh hay là mệnh trời, người ta đã có trước kỷ nguyên Tây Lịch hàng ngàn năm như vậy. Vậy thì quay trở lại tôi mới nói, tại Việt Nam ông không có học sử Việt Nam sao? Nếu ông học sử Việt Nam, ông biết rằng thời vua Hùng Vương thứ 6, người con mà để gọi là kế được cái ngai vàng, tức là làm vua, là do cái gì? Làm cho cái bánh mà tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Mà các vị biết thời kỳ vua Hùng Vương thứ 6, thời đó là các vị biết rằng khoảng 1300 năm đến 1500 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, là cái khái niệm về trời đất
trong tín ngưỡng Việt Nam đã có. Tới khoảng 300 năm trước kỷ nguyên Tây lịch, đó là thời kỳ của Thánh Gióng. Sau khi đánh tan Dạ Ân, Thánh Gióng đi đâu? Tôi hỏi ông, ông nói gì trời? Như vậy cái chữ trời đó nó có trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 300 năm là thời kỳ của Dạ Ân đánh vào Việt Nam. Xin thưa các vị, khái niệm chữ trời như vậy nó đã có như thế đó rồi. Thời điểm đó cái chữ trời của Thiên Chúa Hà Tinh Lành nằm đâu? Rồi tôi mới nói nữa, như vậy ông nhìn lại lịch sử văn hóa Việt Nam, Thiên Chúa giáo có mặt trên đất nước Việt Nam trên dưới khoảng 300 năm hay 400 năm gì trở lại. Từ khi Thiên Chúa giáo du nhập có mặt Việt Nam khoảng 400 năm, và Tinh Lành có mặt ở trên Việt Nam khoảng trên dưới 100 năm. Như vậy cái chữ trời này nó nằm về thời gian lịch sử là nó nằm ở đâu ông chỉ tôi coi. Như vậy ông đừng có đánh lận con đen, đừng có nghe chữ trời này ông nói với những người người ta chưa nghiên cứu, người ta dân đen, người ta không hiểu biết, người ta bình dân, thì ông nói trên trời dưới đất gì người ta cũng nghe. Nhưng ông nói vậy với một người người ta có học, có nghiên cứu, hay là một người học chỉ hết lớp 12 thôi, người ta cũng cười ông rất là rõ. Người ta cười cái sự dốt nát của ông. Ông liều mạng để đánh lận con đen, để ông cập nhật cho ông nói những cái điều đó, để tự xưng về mình là trời, là nhất trời, sanh ra thế thế thế. Khi chữ trời của văn hóa trên thế giới lúc đó đã có, thì lúc đó chữ trời của Thiên Chúa giáo nó nằm ở đâu rồi? Tôi nói xong ông không trả lời được gì trên. Xin thưa các vị, nói các vị thấy điều đó để như thế nào? Mình ở đây mình không có ý gì với người ta, nhưng người ta cứ là gặp mình là người ta phải nói. Thì những cái cách nói như vậy nó không có hợp lý, và đòi hỏi chúng ta phải phản ứng là vì thế đó. Cho nên trong cái quan niệm của tôi chia sẻ với tất cả mọi điều là mang cái nghĩa là trao đổi một cách là sòng phẳng, không nói xấu ai bất cứ điều gì. Nhưng người ta đặt vấn đề với mình có quyền phản ứng, mình chỉ phản ứng thôi. Chứ còn trên nguyên tắc Phật giáo là hiền lành nhất trên thế giới này. Các vị đi đâu trên thế giới, các vị nói các vị đạo nào, thì tôi không biết cái cảm giác người khác sao. Nhưng các nói tôi là Phật tử, đa phần thiên hạ yên tâm. Khi nói đến các vị Phật tử cho dù thiệt giả, thì trước hết nghe nói một người Phật tử là an tâm trước cái đã. Bởi vì tông chỉ, đường lối và con người của Đức Phật trong quá trình lịch sử đã đủ sức để chứng minh cho một sự thật. Và vì vậy chúng ta rất là may mắn, chúng ta là người con Phật. Không phải tôi đạo Phật mà tôi nói về điều đó. May mắn nhất trong cuộc đời chúng ta nếu chúng ta có duyên gặp Phật và là người Phật tử. Chúng ta có tu được hay không theo lời Phật giáo đó là chuyện riêng của mọi người, tùy hoàn cảnh và khả năng của các vị. Trên nguyên tắc chúng ta là người Phật tử là chúng ta chọn đúng một con đường theo quy luật, đúng sai tội phước theo chân lý, chứ không phải là thuộc về tôn giáo. Và vì vậy chúng ta ứng dụng được bao nhiêu tùy nhân duyên của chúng ta, tùy hoàn cảnh của chúng ta. Trên nguyên tắc chúng ta chọn cái hiểu theo lời Phật dạy là may mắn, giống như chúng ta đặt cái mũi chân để chúng ta đi vậy đó. Chúng ta có quyền đi nhanh, chúng ta có quyền đi chậm, chúng ta có quyền đi và chúng ta có quyền đứng tại chỗ. Nhưng nếu chúng ta đặt cái mũi đi đúng mục đích thì chúng ta càng đi càng tới đích. Mà nếu chúng ta đặt lệch đi thì sai một ly thì sao? Sai một ly thì đi ngàn dặm. Nếu không khéo chỉ cần lệch đi cái hướng của chúng ta về niềm tin, chúng ta sẽ đưa cái bước chân chúng ta càng đi thì càng xa. Tôi nói như vậy để các vị cứ trầm mình một cách khách quan, tư duy và nghiên cứu để học Phật, để chúng ta cảm thấy rằng là có thể một vài người hướng dẫn cho chúng ta chưa đúng theo có lời Phật dạy, chưa phản ánh được chân lý của Đức Phật. Cái việc đó là việc cá biệt của mọi người. Nhưng trên nguyên tắc lời Phật dạy, kinh điển Phật để lại là một chân lý mà không có gì đổi thay được. Chúng ta có cơ may để học Phật Pháp là điều mà duyên lành để cho chúng ta, đâu phải dễ đâu. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cần phải làm tất cả những điều như vậy, buộc chúng ta phải thế. Đạo Phật không buộc ai cả. Đạo Phật không buộc ai cả, không dụ ai cả và không hấp dẫn ai cả. Đạo Phật đưa ra như một nguyên tắc sống, ai thích thì cứ ứng dụng. Đạo Phật nói lên tất cả những điều cũng giống như bác sĩ mà nói uống rượu có hại cho sức khỏe, hay là trên các gói thuốc để vậy nè, hút thuốc có hại cho sức khỏe, để vậy đó. Còn hút hay không đó là chuyện của mọi người. Đức Phật chỉ nói đúng sai tội phước theo nguyên tắc, làm hay không đó là việc của chúng ta. Phật không chỉ trích ai, không nói ai xấu, ai tốt, ai gì cả. Ai làm tự mình tốt nấy, đó là quyền rất là cá nhân của chúng ta. Đạo Phật mang cái nghĩa tự do và tôn trọng con người rất là tuyệt đối. Khi vai trò của con người được Đức Phật đưa lên ngang bằng với Đức Thế Tôn,
tức là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, chưa bao giờ có trong lịch sử tôn giáo. Vì vậy khi chúng ta càng nghiên cứu về Phật giáo, càng tiếp cận nghĩa đạo Phật, càng học Phật giáo, chúng ta càng thấy mình càng tỏ sáng và hiểu được nhiều vấn đề. Và tôi dám cam chắc rằng trong hội trường này với số lượng như thế này, các vị đã từng nghe và hiểu được Phật Pháp, thì các vị có thấy rằng mình thay đổi tốt hơn so với trước khi mình biết đến Phật Pháp và nghe Phật Pháp không? Đúng là như vậy. Và sự thật nếu càng đi sâu vào và càng ứng dụng sâu vào, chúng ta sẽ càng khác đi rất nhiều, và làm cho con người chúng ta càng tự tin và hạnh phúc. Đừng có nghĩ rằng khi học Phật chúng ta bị ràng buộc cái này, bị tội cái kia, hay học Phật thiệt thòi cái nọ. Không có. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu đến với Phật giáo và học theo lời Phật dạy, không tốt hơn thì thôi, chứ không có một lý do gì để đi ngược lại với một nguyên tắc sống của chúng ta. Điều còn lại do sự ứng dụng của chúng ta như thế nào thôi. Chứ đừng có nghĩ ngợi đó là làm này tôi theo Phật, tôi làm này phải có tội thế thế, thành ra tôi sợ thế thế. Đừng có hoang đường như thế. Không phải theo đạo Phật để tội hơn. Trên nguyên tắc tội là quy luật. Ví dụ như chúng ta nghe nói à, theo Phật giáo là quy y phải thọ năm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghe này ớn quá, thôi ở ngoài cũng làm gì làm cho sướng. Có phải không? Theo làm cái này có tội. Các vị nghĩ như vậy là các vị du quan cho Phật giáo. Và nếu các vị nghĩ như vậy, tôi không thèm đi tu đâu. Theo Phật để cái này có tội, cái kia có tội, vậy ngoài đâm heo thuốc chó sống cho sướng chứ giả gì theo để tội vậy. Cái này chúng ta phải nhớ rất rõ là như vậy. Đức Phật không có đưa ra một cái gì để gọi là hù dọa, cột trói con người ta hết trơn rồi. Rượu bản chất uống gây sai, Đức Phật nói là uống rượu là sai. Chúng ta có theo Phật giáo hay không, chúng ta có cái gì đó, ai uống quá nồng độ cồn là nó phải xỉn. Điều đó điều đương nhiên, dù có theo Phật hay không vẫn xỉn. Chứ đâu phải là chúng ta theo Phật về chúng ta uống rượu mới xỉn, còn nó không theo Phật uống như lưu linh nó cũng không xỉn. Không có những chuyện đó trên đời, nên nhớ là như vậy. Cũng vậy, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo gì đó, cái này giống nhau về mặt nguyên tắc nhân quả. Anh có quy cũng vậy, không quy cũng vậy. Anh có đạo Phật cũng vậy, anh có đạo nào cũng vậy. Anh chẳng có đạo nào cũng vậy, kệ anh. Nguyên tắc trên cuộc đời, đây là quy luật. Đây là quy luật, nó giống như lửa vậy đó. Lửa nó vốn nóng, anh đuôi anh không thấy đường, anh bốc vào thì sao? Phỏng, vậy mà người thấy đường nhìn vào biết nó là lửa, nhưng mà bốc vào thì sao? Phỏng, nguyên tắc lửa vốn là nóng. Thấy hay không, biết hay không, hay nhận thức hay không, đó là việc riêng mình. Ai bốc vào là phỏng giống như nhau. Đây là điều mà đặc biệt mà trong các tôn giáo không có được điều này. Bởi vì Đức Phật là giác ngộ về chân lý mà. Chứ đâu phải Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử. Đức làm cái đó sẽ có dai có trả cái đó, vậy vậy đó. Còn nói rồi làm hay không đó là việc của mọi người. Giống như bác sĩ nó uống rượu có hại sức khỏe, xong rồi. Còn cái việc uống hay không chuyện của mọi người, cái chuyện đó không còn là của bác sĩ nữa. Không có sự can thiệp của bác sĩ nữa. À, chừng nào mày ung thư đến thì tao can thiệp. À, giống vậy đó. Cái còn mà nói vậy thôi, còn uống chịu. Vậy thì chúng ta thấy rằng đạo Phật đưa cho chúng ta đến một cái cách nhìn nhận khách quan, đúng sai theo chân lý, và chúng ta có quyền tự chọn cho mình một lối sống thích hợp với con người của mình trên nguyên tắc dai gì trả đó. Đây là điều mà tôi chia sẻ rất là nhiều. Vì vậy học Phật để có cách nhìn nhận và ứng xử với những cái điều mà người ta nói bậy bạ vớ vẩn về Phật giáo là điều nên đối với Phật tử chúng ta. Vì vậy người Phật tử cần phải nghe nhiều, đọc nhiều, tư duy nhiều, và bên cạnh đó cần phải ứng dụng và hành trì để chúng ta có thể đủ cái điều kiện để giúp người khác hiểu đúng một vấn đề, và đồng thời giúp người khác thay đổi một cách tốt hơn với những gì chúng ta đã từng có hạnh phúc an lạc được từ sự học Phật. Đây là cái bài giảng chia sẻ với các vị trong cái nghệ thuật ứng xử, tưởng tử của cuộc đời, của xã hội, của gia đình, của công sở, đến vấn đề học và hiểu để ứng xử trong Phật giáo một cách hợp tình hợp lý, để đem lại một cách tốt nhất cho chúng ta trong suốt cái lộ trình làm người, hay là trong các công việc cần thiết của chúng ta trong mọi lĩnh vực. Và đó là một vài ý tôi chia sẻ với các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Chúc các vị một đêm ngon giấc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa quý đồng hương và quý đạo hữu Phật tử kính mến. Thành phố Bắc Cực Phiêu là một trong những địa danh ít có người lưu ý đến. Mặc dù nó nằm trong một tiểu bang rất trù phú của nước Mỹ, tiểu bang California. Thật là một phước duyên quý báu. Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau đúng một năm thành lập
đạo tràng đạo Phật Bakersfield, chúng con có vinh hạnh được đón nhận một thời pháp vô cùng quý báu trực tiếp từ Đại Đức Giảng Sư. Sau gần 2 giờ thuyết giảng, Thầy đã ban cho quý đồng hương và Phật tử chúng con những phát âm tràn đầy tình thương ấm áp và thật gần gũi với thực tế cuộc sống hôm nay, mà vốn đã và đang làm cho đời sống tinh thần của mọi người chúng con mỗi lúc một suy giảm. Phát âm của Thầy là tiếng chuông thức tỉnh lòng người, kêu gọi chúng con cùng quay về với lối sống đạo đức của tổ tiên, cùng nhau bảo tồn nền văn hóa đậm đà, tính nhân bản, nhân văn mà ông cha chúng ta đã bao đời gìn giữ. Thay mặt ban tổ chức và toàn thể quý bà con đồng hương và Phật tử, chúng con xin thành kính tâm tri ân và cảm tạ tấm lòng từ bi hoan hỷ mà Đại Đức đã dành cho đạo tràng đạo Phật và bà con người Việt đồng hương tại thành phố Bakersfield của chúng con trong thời pháp hôm nay. Đồng thời xin chân thành cảm niệm công đức của quý đạo hữu Phật tử ở các thành phố xa xôi đã dành thời gian cùng về tham dự buổi giảng pháp nơi đây. Quý vị đã góp một phần làm sống dậy tinh thần tu học cho Phật tử tại thành phố Bakersfield này, thật vô cùng cảm kính. Và đặc biệt hơn, ban tổ chức xin ghi nhận công đức quý đạo hữu Phật tử đã phát tâm làm các Phật sự được phân công một cách chu toàn, viên mãn như thông tin quảng bá, MC, điều hợp nghi lễ, trang trí, tiếp tân, lo việc ẩm thực, vân vân. Riêng gia đình Phật tử Tuấn Nguyễn và Khánh Ngân đã phát tâm hộ trì đạo pháp, cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư về nơi đây, nên thành phố Bakersfield của chúng ta mới có được một thời mưa pháp hôm nay cho những người hữu duyên cùng được đón nhận. Trước khi hồi hướng công đức này cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng chung hưởng, thay mặt đạo tràng và ban tổ chức, chúng con xin kính nguyện mười phương tam bảo luôn gia hộ Đại Đức Giảng Sư pháp thể luôn kinh a để tiếp tục đi trên con đường hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh. Và kính chúc quý đồng hương, quý đạo hữu Phật tử luôn dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm, đạo tâm kiên cố, cùng chung tay xây dựng đạo đời ngày thêm tươi đẹp, cho xã hội được bình an, cuộc sống được hạnh phúc vui tươi hơn. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Thường Hoan Thủy Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời các vị tới đây.